Hello cả nhà nha. Hôm nay lên cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe SH125-160 phân khối thì và dòng SH Mod nữa. Có vẻ như là dạo gần đây thì cũng nhiều anh chị em đang quan tâm về dòng này rất là nhiều luôn. Tại vì thứ nhất là giá xe đang giảm rất là mạnh luôn, và thứ hai là chạy trước chỉ cần 15 triệu mà sở hữu về một em xe SH125 thì còn chần chừ gì, nhanh tay liên hệ ngay cho Lý ha. Con số hotline là 0346 552 628. Khi anh chị em mua xe có liên hệ đặt lịch trước, Lý sẽ hỗ trợ ngăn sang xe là 2 triệu đồng này, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho mọi người ha. Thì hôm nay có lên cho cả nhà là đủ màu sắc cũng như phiên bản luôn 2023 2024 cho cả nhà cùng lựa chọn luôn ha. Nói về em xe phiên bản tiêu chuẩn thì cũng có 3 màu là màu trắng, màu đỏ và màu đen ha. Ở dưới kia có hai em màu đỏ màu trắng cả nhà. Phiên bản 24 ha. Mức giá hiện tại đối với phiên bản 125 phân khối thì đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 74 triệu 900 nha. Trả trước cho Lý chỉ cần 15 triệu là sở hữu ngay về một em xe ha. Còn đối với phiên bản 160 thì có mức giá là 93 triệu 900. Trả trước cũng chỉ cần là 25 triệu thôi là sở hữu về một em xe ha. Dưới cái có phiên bản ABS này. Thì như mọi người cũng thấy thì đối với phiên bản CBS và 2023 và 2024 thì nó khác nhau điểm rõ rệt nhất là về phần mão và mặt nạ. Thì hôm bữa Lý có so sánh cho cả nhà coi về phần mão và mặt nạ của nó đó, thì nó chỉ khác biệt về hai cái màu thôi. Còn về mức giá tiền thì nó bằng nhau nha cả nhà, chỉ có 74.900 đến 93.900 nha. Còn về 150 thì bỏ mẫu rồi cả nhà, nó thay thế bằng 160 á, nhưng mà thực ra nếu mà có hàng thì mức giá của nó cũng bằng 160 thôi. Thì anh chị em nên lựa chọn 160 ha, tại vì nó cũng không khác gì về form và kiểu dáng này, hình dạng của nó thì không khác gì nhau hết á, chỉ khác về phân khối thôi ha. Bên đây thì có lên màu cho cả nhà về màu em xe phiên bản màu xám xi măng nha. Đây là mẫu này là mẫu màu zin này, xám xi măng bản thể thao nha, kết hợp màu nhám này, màu bóng ha. Mức giá hiện tại đối với em này thì đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 107 triệu. Trả trước chỉ cần là 40 triệu thôi là sở hữu xe nha. Liên hệ đặt lịch trước, Lý cũng hỗ trợ ngay 22 triệu đồng xe lại. Ngoài ra bên Lý có hỗ trợ là ship xe toàn quốc cũng như là sơn độ màu theo khách hàng nha. Cả nhà mà không ưng những màu này này có thể muốn sơn lên ví dụ như là màu xanh này, màu vàng, bất cứ màu nào cả nhà thích thì có thể inbox riêng qua Zalo, Lý hỗ trợ sơn độ lên cũng như là hỗ trợ ship xe về tận nhà luôn nha. Cảm ơn mọi người.